dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 10 tháng 5 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ít mây, ngày nắng, riêng khu vực phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, không khí oi và nóng, gió Nam Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ.